Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện nay Lục Thành đang có mặt tại chợ phiên Nà Bao thuộc xã Lăng Môn, Nguyên Bình, Cao Bằng. Hôm nay Thành đi chợ khá là sớm. Ngay bây giờ Thành sẽ đi vào bên trong chợ xem chợ phiên nơi đây có bán những cái sản vật gì, những cái nông sản đặc sản gì mang đậm tính chất của địa phương nơi đây để mà chia sẻ với các bạn nhé. Các bạn hãy theo chân Thành các bạn nhé. Đó. Thực ra hiện tại Thành đã có mặt ở ngay bên trong chợ rồi, trong gọi là cái khu vực trung tâm của chợ rồi. Đó, đây bà con đã bán những cái nông sản, sản vật ở đây rồi. Đấy. Thành vừa quan sát lướt qua một lượt. Chợ phiên này khá là độc đáo vì trông rất là hoang sơ. Đấy. Ở ngay trong khu vực trung tâm của chợ họ chỉ dựng lên những cái lán, những cái lều rất là đơn sơ. Đó. Trông khá là thú vị các bạn nhé. Thành quay lướt qua một lượt để các bạn hình dung được toàn bộ cái khu vực chợ này. Đây là khu vực bán quần áo, một cái đình chợ rất là to, toàn bán quần áo đây này. Đó. Nhà dân ở đây rồi. Đấy, đường đi lại vào xã Minh Tâm. Đó. Đây, giày dép. Đấy, như vậy là Thành đã quay lướt qua một vòng để các bạn hình dung được toàn bộ khu vực chợ rồi. Nên bây giờ Thành sẽ đi vào chi tiết từng khu vực để mà quay chia sẻ với các bạn. Ở ngay đây là có bán gạo, gạo nếp, gạo tẻ đều có hết. Đây. Đó. Gánh đậu, toàn miếng đậu rất là to. Đấy. 20.000, 15.000 một cân thôi. Bà bảo thế, vừa rồi tôi đã chia sẻ với bà một chút rồi. 20.000 một cân. Và hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5, ngày mai là ngày mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ ấy, diệt sâu bọ ấy. Bà con đem ra chợ bán rất là nhiều loại bánh giò với đây, đậu rất là nhiều. Đó. Ôi, giờ chúc cô đắt hàng, chúc cô đắt hàng. Sáng sớm. Bánh giò, bánh rán, chín túi, đậu rất là nhiều. Bà đấy khai bán à, đang bay liều ý em con. Bây chiều thì đa mì đang đặc biệt hơn mà. Dạ. Khám xúc ấy. Các bà bán bánh, người Tây, người Nùng, người Giao. Đó, bánh gai. Đấy. Dạ, không ạ, cháu làm YouTube thôi. Vâng, làm YouTube Cao Bằng quê hương tôi ạ. Vâng. Đây, các thanh niên đi chợ ở đây, thanh niên Nà Bao đây. Toàn thanh niên Nà Bao. Ở ngoài kia là khu vực bán bún, phở, cũng là bánh. Được. Vừa rồi Thành đã có một clip quay chi tiết hơn rồi. Hiện tại Thành đi vào khu vực này để quay chi tiết hơn vì khu vực này chưa đi các bạn ạ. Đó, mận này. Đấy. Có một cô bán mận rất là nhiều. Mận tam hoa. Đó. Đi vào bên trong này các bạn nhé. Đó. Và khu vực này Thành sẽ quay chi tiết hơn. Đó. Vì chỉ được quay khu vực này. Đây có một bé theo mẹ bán hàng. Ở đây có những loại rau gọi là rau tự nhiên rất là đặc biệt các bạn nhé. Thành sẽ giới thiệu với các bạn một chút. Chúc cô đắt hàng cô nhé. Cô ơi, cháu xem rau một chút nhé. Bà cứ mua tự nhiên, không sao mà, không vướng gì đâu. Dạ. Đây, rau ngót rừng đây này. Đấy, rau ngót rừng này là một loại cây thân gỗ mọc ở trên rừng tự nhiên. Bà con đi mua, đi tìm về bán ấy phải leo trèo các bạn nhá, rất là nguy hiểm. Có cây cao, cây to nguy hiểm lắm đấy. Ăn ngọt lắm, rất là ngọt cô nhỉ. Nấu canh thì ngọt lắm. Đó. Ngoài rau ngót rừng ra còn có rau bò khai hay còn gọi là rau dạ hiền ấy. Cây thân dây leo. Đấy. Nó nói chung là có những cái cây cũng to lắm và nó leo trèo dài lắm. Bây giờ có phải mua dạ hiền này không nhỉ cô nhỉ? Hay là qua rồi? Ngắt mãi thì nó mới ra, nếu mà không ngắt thì để nó ra thì không ra đâu. Vâng. Và đến mùa hè, mùa nắng nóng này nó mới mọc mầm nhiều nhỉ, nó mới ra ngọn nhiều. Vâng. Một số nơi trồng được. Còn đa số là trên rừng thôi. Dạ. Đây. Cô em bé một tí nào. Em bé học lớp mấy rồi? Theo mẹ á? Theo bà thôi đúng không? Theo bà đi chợ. Lớp 2 à? Theo bà đi chợ đấy. Anh ngại. Vâng. Rồi, cháu chúc cô đắt hàng nhá. Đi chơi đã. Vâng. Có rau mồng tơi, rau muống, lá ngọn khoai lang,
Đấy, có trứng gà, trứng vịt, tỏi khô đó. Đây các bạn nhá, rất là đơn giản, những cái lều, những cái lán nhỏ xíu thế này các bạn ạ. Đó, lợp rất là đơn sơ. Họ bán một lúc là về và cứ 5 ngày là có một phiên chợ ấy. Đó. Ở đây thu thuế không những cái lán này ấy cô? Vẫn có hết phải không? Đó. Dạ. Và vẫn phải đóng lệ phí các bạn nhá. Các cơ quan vẫn gọi là lợp lên những cái lán rất là đơn sơ và người dân đi bán có đóng lệ phí cả. Ừ. Đây. Trông rất là đơn sơ mộc mạc. Mang đậm chất của chợ phiên vùng cao. Đấy, bên này cũng có này. Đấy, ở đây còn bán mỡ. Một cái xô mỡ này. Mỡ thịt lợn vùng cao. Ờ tại dưới này cô bán mỡ à cô? Mình bán cho mỡ này á. Bao nhiêu tiền một cân hả cô? 70.000 đấy. Cô vừa mua trứng về. 70.000 một cân. Mỡ mình là không tăng trọng là ngon lắm, thơm lắm nhỉ. Ở năm nay hôm nay không có bì mỡ bán à? Cái gì nhỉ? Cái tóp mỡ ấy. Chợ trước cháu thấy có bán là tóp mỡ mà. Người dân tộc da đỏ mình ấy. Hôm nay không bán à? Không bán. Không thấy ai bán tóp mỡ nhỉ, ngày trước có. Đây có một bà bán bánh ở đây. Cháu chào bà. Để chúc bà đặt hàng. Bà ơi hôm nay bán nhiều bánh nhỉ? Cháu quay bánh, dạ quay bánh nhà mình một chút nhá. Để cho bạn bè cháu biết thôi. Dạ vâng. Bánh này là bánh gì ạ? Bánh tẻ phải không ạ? Vâng. Gói hay cao cao này là bánh tẻ. Nhưng bánh tẻ là bao nhiêu tiền một chiếc ạ bà? 10.000 ba chiếc. Các bạn ạ, giống nhau thôi. Ở đây khoảng 3.000 là một chiếc bánh. 3.000, 3.000 rưỡi một chiếc bánh. Có bánh rán à? Bánh rán ba nhỉ. Hôm nay bán nhiều đấy nhỉ. Bán nhiều bánh lắm này, bánh giò này. Bánh giò phục vụ bà con mùng 5 tháng 5 này ăn Tết này. Đoan ngọ này, diệt sâu bọ này. Đang là sáng sớm mà nên bà gọi là tạo thành từng cái từng cặp một để bán. Có đường mật các thứ các bạn nhá, chấm cùng đây này. Đó, rất là nhiều túi nhá. Chủ yếu là có 3 loại thôi bà nhỉ. Mình có 3 loại bánh thôi. Ôi chào, chúc bà rất là đắt hàng nhá. Đấy, rất là đặc biệt. Đó. Cái chợ phiên người ta lợp lên một cái tấm gọi là tấm gỗ, tấm phản, tấm tre thế này thôi, mộc mạc và bán hàng luôn. Đó. Rất là thú vị. Tiếp tục đi xem khu vực bên này. Đấy. Ở đây có gì nhỉ? Có mướp đắng. Đấy. Đỗ lạc, mướp đắng. Đây. Lạc này. Đó. Mướp đắng bản địa. Một cái xô mỡ. Đó. Lá hành. Củ kiệu. Đó. Chú đang bán hàng ở đây. Tiếp tục đi khám phá các bạn nhé. Tiếp tục đi khám phá, đi chi tiết một chút. Đó. Và đi phê hàng vơ. Vừa đi vừa quay lướt qua toàn bộ khu vực chợ. Các bạn tiếp tục hình dung được chợ phiên đây đây. Nó đơn sơ, nó mộc mạc. Nó đơn sơ, nó mộc mạc. Đó. Nó gần gũi, giản dị. Đấy. Đó. Còn những cái khu bán hàng chẳng phải lợp gì các bạn ạ. Không phải lợp gì luôn đây đây. Đó, chỉ trường hợp nắng nóng hoặc mưa thì họ mới lợp. Đấy, tiếp tục là những khu vực bán những nông sản địa phương nơi đây nhé các bạn nhé. Tiếp tục giới thiệu đến với các bạn nhé. Đây. Đấy, mướp đắng rất là nhiều. Mướp đắng bản địa nhé. Đấy, gừng nghệ này, mận này. Đó, sẽ quay chị ở đây bán gì các bạn nhé. Còn những chiếc lồ, chiếc thúng ở đây. Hỏi các chị một chút đã. Em chúc các chị đặt hàng ạ. Các chị cho em hỏi là mình bán gì ạ? Bán đậu á?
À, vừa rồi đậu đã quay một video trước đấy rồi, nhiều đậu lắm. Khoảng 15.000 một cân nhỉ? Bây giờ 16.000 một cân phải không? 15-16.000, dạ vâng. Đậu thơm lắm các bạn ơi, đậu ở đây rất là thơm. Đi bước đi thế này là được ngửi đến mùi thơm của đậu tương. Họ làm có mùi tỏa ra rất là thơm. Làng Môn này bán nhiều đậu, công nhận là nhiều đậu thật. Vâng. Làng Môn với Tổng Cọt là hai chợ phiên bán khá là nhiều đậu. Trà Linh cũng thế. Đó, nào, đi theo khu vực này nào. Đấy, các cô bán rau ở đây, các loại rau ở đây. À, chào chúc cô ạ, đắt hàng ạ. Cháu muốn quay những cái sản vật gọi là những cái rau loại rau mang tính chất địa phương đây đây. Đấy. Đây rau giỏ cổ Lam. Đấy. Giỏ cổ Lam. Đấy, thoát dần tòng ấy hay còn gọi là như thế. Ở khu vực miền Đông ít người ăn nhưng ở khu vực miền Tây Bảo Lâm Bảo Lạc họ dùng cái loại rau này nhiều này. Đấy. Nấu canh phải không bà? À vâng. Ngoài ra còn rau dớn à? Đấy, rau dớn. Rau Âu, rau Âu đấy, nhưng rau này tôi giới thiệu nhiều rồi. Vâng, vâng, cháu chúc các cô các chị đặt hàng nhé. Vâng, vâng, vâng. Đó, tiếp tục đi khám phá. Ồ, vừa rồi cháu mua một số ngoài kia đấy. Vâng, cháu sẽ phía sau cháu đến đây chơi cháu sẽ mua giúp. Vâng, đây. Rau cái rau gọi là giỏ cổ Lam này các bạn, dần to này, nhiều này. Rất là non nhá. Đó, khá là đặc biệt. Đây. Tiếp tục là khu vực bán quả. Quả mận, vải thiều, dưa chuột, đậu đỗ, kiệu, măng, đấy. Dưa chuột, góc chợ này bán khá là nhiều dưa chuột các bạn ạ. Rau củ quả nhiều lắm. Đấy. Các bạn mua hàng một chút nào. Mần đào lê. Chị đã hàng nhá. Đây các cô chú mua đậu đây. Quay hình ảnh các cô chú mua đậu một tí được. Đấy. Sáng sớm người mua người bán rất là tấp nập, kẻ mua người bán rất là tấp nập các bạn. Đi theo khu vực này các bạn nhé. Đấy, các cô đi chợ này mang một cái túi này đi đường trên lưng ấy, xong cho tất cả các đồ vào trong túi luôn đó. Đây, đây cửa toàn những cái gian hàng bán rau thôi, khu vực bán đồ khô rồi, cá tôm tép rồi, hải sản rồi đó. Đây, hình ảnh rất là đẹp. Đây, hình ảnh rất là đẹp. Toàn rau củ quả thôi. Cà tím. Rồi. Mướp đắng. Các bạn này những chiếc lán này. Có cái lán thì có cái tấm lợp này. Còn lán không có tấm lợp các bạn nhá. Đây. Rất là đặc biệt. Đây. Đấy, cô chú bán măng phải không ạ? Măng nhỉ. Ôi, chào chúc cô chú đắt hàng. Đây, măng các bạn nhé. Từng cặp một. Đó, hai củ măng. Đấy, ớt, rau đấy. Lại thấy rau dần tòng rồi. Rau gọi là rau giả cổ Lam các bạn ạ. Đây này, đấy. Nấu canh, theo các bà kể là lần này đi nấu canh ngon lắm. Đấy, đó. Đây, lạc. Tiếp tục đi sang khu vực này. Đây có loại mận khá là lạ này. Cô ơi, mận này mận gì hả cô? Không phải mận tắm hoa mà mận này... Không biết ạ, mận nhà mình phải không? Nhà mình hay là mình buôn à? À, mình nhà mình trồng đấy nhỉ. Cái loại mận này nó không tím mà nó xanh, xanh ngắt luôn các bạn ạ. Xanh đậm bên này luôn. Ăn nó có chua quá không cô? Hơi chua một tí phải không? Nhưng mà giòn đấy, rằng mận này trông là rất là giòn đấy nhỉ. Chấm bột canh, ăn thì ngọt lắm, ăn thích lắm ấy. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, chào chúc cô đất hàng. Wow, hình như các bạn ạ, ở đây có một loại rau khá là lạ. Không nhầm là chưa gặp lần nào. Chào cô ạ.
Cô ơi, cháu đi khá là nhiều chợ phiên và cháu thấy cái loại rau này khá là dạ ấy. Đây này, cái cây này, dạ. Rau này nên thuốc mà cháu. À, cây thuốc hay cây rau ạ? Cây rau cũng được mà thuốc. À, thế à. Các bạn nó hình như có gai một tí phải không? Có gai. À, đó. Đi khá là nhiều nơi, Phiêu Bạt, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn rồi. Nhưng mà thấy loại rau này lần đầu tiên. Có bán tại chợ phiên Lang Môn. Ở chợ phiên Nà Bao, thuộc xã Lang Môn. Đấy. Tôi sẽ hỏi kỹ, chia sẻ với các bạn một chút về loại rau này các bạn nhé. Vì tôi hay tò mò những loại rau. Người để ăn cái này đấy. À, thế hả? À? Người để ăn tốt lắm à cô? Ừ, người để ăn cái này. À, tức là sinh xong ấy, sinh xong em bé là mình ăn cái này tốt lắm phải không? Ừ. Rau này có tên. Bà thì sinh xong là ta toàn ăn cái này với thịt gà này. À, này. À là thế. Cái này là trồng mới có. À, cái này trồng á? Ừ. Bà. Cái này trồng. Trồng mới có đấy. Em này trồng là thế là ăn này à? À. Cái này là cây rau gì? Đấy cháu thấy lạ lắm. Cây nên... khu chả phì. Khu chả phì. Ừ. Tiếng rau là để với ăn. À, người không để là ăn đau xương đau lưng cái này ăn. À tức là những người bình thường đau xương đau lưng. Là làm canh hả? Làm canh cũng được xào. Nó ngọt đắng ngọt đắng. À. Nhưng mà cái ngọt đắng thì lấy. Xào tái xào chín quá không ngon đúng không? Cái này nhúng thôi. À, cái này nhúng ở trong miền Nam người ta ăn nhúng nè. À thế à? Miền Nam không có ở à, cái này trồng thôi phải không? Trồng. Miền Nam rau rừng nhiều lắm. Dạ à thế ạ. À. Miền Nam thấy khác xa đấy nhỉ. À. Lấy hai bó bao nhiêu một bó đó? À đấy cô có cô đang mua ủng hộ bà. Trồng mới có. Bà ấy gọi là rau gì nói tiếng nói là gì? U chả phì. U chả phì. Ờ các bạn ạ. Rau rau lộc. Dân tộc giao à? Dân tộc giao nói như thế đúng không? Rừng ấy ở đâu ạ? U chả phì các bạn nhé, u chả phì rau thuốc. Dạ vâng, cái theo bà vừa kể là những người bị đau lưng đau xương khớp ấy thì hay dùng loại rau này, hoặc là người đẻ vừa đẻ xong là ăn loại rau này tốt, bà đẻ phải không ạ? Dạ vâng. Còn những người đau xương khớp là lấy đi ăn dần nó đỡ. À thế ạ? Nó cải thiện cho xương khớp. Dạ vâng, đang quay phim cái là cô bán xong rồi, bán sạch rồi. Chắc là sau này mình có gì vào đây rồi mình sẽ tìm mua ủng hộ cô rồi. Về quay cứ rít. Ồ, cháu ở Quảng Hòa này. Quảng Hòa mà về đây quay cứ rít. Ồ, nhưng mà cháu công tác ở gần đây thôi mà. À. Cháu đi chợ phiên suốt à? Ờ, thì đi chợ phiên này. Vâng, đi quay suốt. À. Cứ rảnh rảnh là cháu được đi khám phá khắp nơi. Đó. Chúc cô đặt hàng cô nhá. Tiếp tục đặt hàng nhá. Dạ vâng. Ở bên này có các em, các cô, các bà cũng bán rau. À đây này, các bạn ở đây có rau gọi là phát sàn. À, cô đặt hàng cho cô nhá, em đặt hàng nhá. Xem một chút cái rau này ăn rất là ngon các bạn nhá. Cái rau này tiếng dân tộc gọi là rau lười ấy. Đấy. À tiếng Tây Nung là phát sàn, dịch ra gọi là rau lười ấy. Rất là non các bạn nhá. Bó này kia xe này phá. Bó hả xiên á. Một bó một mớ này là 5.000 thôi các bạn ạ. Mình mua rau này rất là nhiều. Thực sự Thành đi khắp chợ phiên hay mua rau này lắm. Ở nhà cho tủ lạnh cũng còn. Hôm trước đi chợ chợ bên Trà Lĩnh đem về chưa ăn. Đấy. Xào với trứng ngon giòn lắm. Rồi cảm ơn cô chia sẻ với các bạn một chút thôi. Còn vâng, rất là tươi, mọc tự nhiên. Xin nhắc lại các bạn, mọc tự nhiên ở bờ suối các bạn nhé, bờ suối ấy nhiều. Chỗ này còn á? Không là rau đấy á? À. Đấy rõ rẻ. Cho tủ lạnh cháu vẫn còn, hôm trước đi Trà Lĩnh lấy nhiều. Cháu thích ăn rau này mà, ngon ngọt lắm. Giòn nữa, đấy, tác sạn đấy. Vâng. Rồi cháu chúc các cô đắt hàng ạ. Rồi, bán rau ở đây. Tiếp tục khám phá. Đây, nói chuyện với bà một chút nào, hình như được nói chuyện với bà hay đi chợ Nguyên Bình không? Ừ, bà đi chợ Nguyên Bình. Cháu gặp bà mấy lần, cháu gặp bà mấy lần bán bạc nhỉ? Bà ở cái hàng bán bạc ấy nhỉ? Ừ, cái này con dâu về thôi, bà thì à, hôm nay là con dâu bán phải không? À, cháu xem một chút nào, xem đồ bạc. Các bạn đã đang ở trong chợ phiên Nà Bao thì có gặp một bà tạm thời xưng hô bằng bà bằng cô, hay bán đồ bạc ở trong chợ phiên Nguyên Bình ấy. Đấy ngay trước mặt Thành đây là cái khu vực bán đồ bạc cổ, đấy của người dân tộc Dao Đỏ Cao Bằng. Đấy, ở đây có cái áo bằng bạc, áo tức là áo thổ cẩm nhưng mà được làm những cái tua này bằng bạc này, vòng tay bằng bạc. Dây chuyền bằng bạc, hoa tai, đeo tai bằng bạc, những cái miếng này, miếng đồng thì phải. Đấy, Thành thích nhất là những cái đồng bạc cổ này. Đồng bạc cổ này các bạn ạ. Đồng bạc rất là to.
nhiều đồng bạc lắm. Đồng bạc này hơi mờ rồi, chắc là đánh gió nhiều rồi, 1902. Đấy, rất là nhiều đồ bạc luôn. Những đồ bạc này gọi là khá là đắt tiền đấy, khá là đắt tiền. Thôi, chúc bà đặt hàng nhá. Dịp khác cháu sẽ quay chi tiết hơn về những đồ bạc của mình. Đi quay trở phiên ạ. Tỏi khô với rau bí với bò khai đó, các cô các cụ bán hàng đây. Rồi chào chúc các cô đắt hàng ạ. Mướp với mướp đắng với mướp thơm nhiều lắm các bạn ạ. Rồi đây, những cái gian hàng này các bạn ơi, những cái gian hàng bé bé thôi đây này, nhắc đi nhắc lại các bạn có cái gian hàng này. Rồi chúc cô đắt hàng nhá. Mình bán cái bánh bao mà cô không biết bánh gì, không biết bánh gì à? Vâng, bánh tẻ, bánh bao nhỉ. Rồi chào chúc cô đắt hàng, bánh bao to to hơi dẹp dẹp khá là lạ. Đây, chám xanh, canh nấm đó. Đây. Đây. Sáng nay Thành đi chợ khá là sớm và hiện tại tầm 7 giờ ấy bắt đầu người dân đi chợ mới là đông này. Đấy, ở đây có bà cụ đang bán rau đấy. Để xem bà bán gì nhiều nào. Bà khai đang like bà ơi. À bà này khai để like xong. Bài bóng thả khai thế á? Lan cứ nghĩ là bà khai chứ. Bà sư nào là? Bà bây hàng sử đó là? Kinh lên ra là? Rồi, và vâng, cháu chúc bà giúp họ bán hàng, đắt hàng bà nhá. Đi chơi tí đã vâng. Các bạn ơi, như vậy là Thành đã đi gọi là đi tìm hiểu, đi khám phá khu vực bán những cái đồ nông sản đặc sản tại chợ phiên Nà Bao Lang Môn, Nguyên Bình Cao Bằng. Chia sẻ đến với các bạn đang xem kênh YouTube của Thành thì hãy tiếp tục ủng hộ Thành nhé, bằng cách là bấm cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm cái chuông bên cạnh để xem được nhiều video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.